Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh WeCook cùng bà bếp nha. Hôm nay WeCook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món chè rất là nổi tiếng ở Việt Nam, một món chè truyền thống rất thơm ngon. Đó là món chè trôi nước, mà đặc biệt mình sẽ làm chè trôi nước với nhiều sắc màu rất là đẹp mắt cả nhà nha. Rồi, chúng ta cùng bà bếp nào. Nguyên liệu chúng ta sẽ có là 350g bột nếp các bạn nha. Và nhân mình sẽ có là đậu xanh các bạn nha. Mình sẽ ngâm 150g đậu xanh các bạn, ngâm khoảng 2-3 tiếng trở lại các bạn nha. Và đường nâu, đường đen các bạn sử dụng 150g nha, cùng với 100g đường cát trắng các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có gừng là khoảng cỡ 20g, hành tím cũng băm sẵn luôn khoảng 10g các bạn nha. Và chúng ta sẽ có nước cốt dừa khoảng 100-200ml nha các bạn nha. Và 6 màu, đó là màu cam cà rốt các bạn nha, màu vàng của nghệ và màu đỏ của dền, màu tím lá cẩm, màu xanh lá cây của lá dứa và màu xanh đậu bí, rất là đẹp mắt cả nhà nha. Thì 6 màu này mình đã sử dụng áp dụng trong cái bài làm hoa làm mì ngũ sắc các bạn. Các bạn xem lại cái bài trước nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu nấu nước đường các bạn nha. Thì mình sẽ cho cái tỏi gừng các bạn, mình sẽ cắt mỏng, mình sẽ cho vào mình phi với ba phi thơm rồi nha. Đó, mình rang thơm, sau đó mình sẽ cho nước vào, cuối cùng mình sẽ cho đường vào các bạn nha. Mình nấu cho nó sôi lên là ok. Đó, mình sẽ rang thơm để cho gừng nó tỏa ra mùi hương các bạn, thì nó sẽ rất nhanh và thơm các bạn nha. Theo bí quyết các bạn nha, lưu ý nha. Rồi ok, mình sẽ cho từ 300 tới 400 miếng nước vào các bạn nha. Thì các bạn muốn cho nhiều hay ít thì mình sẽ gia giảm cái lượng đường theo các bạn nha. Ok, và mình đã chờ cho nước nó sôi các bạn. Đó, rất là thơm mùi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái đường nâu, đường đen vào các bạn nha. Đó, các bạn nào cũng có dùng đường phèn, đường vàng các bạn cũng đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không, lên cái màu đường nâu rất là đẹp như các bạn. Đó, đấy mình ăn á, với cái bánh nó xanh nó thành nổi màu các bạn. Đó, khuấy cho nó sôi là xong cái phần nước đường các bạn nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ hấp cách thủy cái phần đậu xanh các bạn nha. Đó, đậu xanh sau khi ngâm xong á thì hấp cũng lẹ các bạn, 15-2 phút là nó đã mềm các bạn nha. Đó, rất là nhanh, sau đó các bạn tán nhuyễn ra thôi, xong cái phần đậu xanh. Và tiếp theo mình sẽ hâm nóng 6 cái phần mà nước tạo màu các bạn. Đó, các bạn có thể cho là vi sóng á, mình hâm khoảng tầm 30-45 giây á, cho nó nước nhiệt độ khoảng tầm 50-60 độ để nó ấm và ok các bạn nha, để bột nó nở ra. Ok, sau khi mình đã hâm xong 6 cái phần nước tạo màu các bạn, nước cốt tạo màu từ thực phẩm á, thực phẩm tự nhiên các bạn nha, rau củ luôn đó, thì mình sẽ bắt đầu trộn bột các bạn nha. Mình sẽ cho khoảng 2-3 muỗng bột vào, mình sẽ cũng tương tự cái bài làm mì trứng á, mình sẽ cho nước vào các bạn nha. Thì mình sẽ canh đông đo, ví dụ mình thấy cái bột mà nó đã với nước á, nó đã gọi như vậy, nó mịn nữa bạn, tức là nó là hòa quyện với nhau rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu mình dùng tay mình nặn các bạn nha. Thank you.
Ok, sau khi mình đã nhà bộ các bạn, giờ mình sẽ nặng bột mà nha, nặng tạo hình viên tròn tròn đó. Để lát mình sẽ cắt từng miếng ra để mình cho cái phần nhân đậu xanh vào các bạn nha. Đó. Ok. Đó. Tiếp theo mình sẽ làm tương tự với những cái bột khác các bạn nha, những loại màu khác luôn. Ok. Ok, và cuối cùng đây là thành quả các bạn. Đó, chúng ta được 7 viên rất là đẹp mắt các bạn. Đó, 7 sắc màu khác nhau các bạn thấy không? Xanh đỏ tím vàng trắng. Rồi đậu xanh sau khi mình đã hấp xong các bạn, bây giờ mình sẽ lấy ra mình tán nhuyễn các bạn nha. Các bạn có thể cho máy sinh tố cũng được, không có thể dùng tán bằng tay cũng được, mà tán bằng tay nó sẽ khô hơn các bạn nha. Nó sẽ mặc dù không mịn nhưng mà sẽ khô, ăn sẽ ngon hơn các bạn. Máy thì nó sẽ mịn quá, ăn sẽ không ngon bằng tán bằng tay các bạn nha. Ok, sau khi mình đã tán những cái phần đậu xanh, bây giờ mình sẽ cho vào chảo một ít dầu, khoảng 50ml dầu. Mình sẽ cho cái phần hành tím vào các bạn nha, mình sẽ phi thơm hành tím, sau đó mình sẽ cho cái phần đậu xanh đã tán nhuyễn các bạn. Và cuối cùng mình sẽ cho 100g đường nãy mình đã để phần sẵn, phần nữa mình giới thiệu đó, mình sẽ cho vào để trộn với nhân nó vừa có vị hơi mặn mặn, hơi ngọt. Mình sẽ cho thêm nửa gram muối nữa các bạn nha. Đó, nhân sẽ rất là ngon các bạn, ăn xong không có ngán các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho đậu xanh vào nào. Đó, thơm là phi thơm, hành tím là thơm các bạn nha. Bây giờ cho đậu xanh vào các bạn. Đó, mình sẽ dùng cái phới hay cái vá mình sẽ đảo đều các bạn nha, cho không hợp muốn hòa quyện vào nhau một khối các bạn, để lát mình sẽ nặng hình tròn viên á. Sau khi cho đậu xanh vào mình sẽ cho đường vào cùng với một tí xíu muối, sẽ có vị ngọt và tí xíu vị mặn, rất ngon các bạn ạ. Thơm mùi hành tím nữa chứ, rất là ngon luôn. Đây mình cho nửa gram muối vào được rồi các bạn nha. Đó, sẽ rất là ngon luôn các bạn. Rồi, mình đảo đều lên là xong cái phần nhân đậu xanh các bạn nha. Ok, sau khi đã xong phần đậu xanh, mình sẽ cho vào một cái khay, một cái tô inox các bạn. Mình sẽ dùng cái phới, cái vá đó, mình sẽ ép cái đậu xanh xuống. Đó, sau đó mình sẽ đợi đậu xanh nguội, mình sẽ dùng tay mình đặng thành từng viên tròn các bạn nha. Ok, và cuối cùng chúng ta đã có những viên bột nếp đủ màu sắc cùng với những viên đậu xanh nhỏ nhỏ dễ thương. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho cái nhân vào cái phần nhỏ nếp và tờ nếp các bạn nha. Đó, mình sẽ cắt nhỏ từng miếng rồi mình sẽ bóp cán mỏng các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho từng cái viên đậu xanh vào rồi mình sẽ vo tròn lại. Đó, các bạn lưu ý nha, những chỗ nào mà đậu xanh nó lòi ra các bạn nhớ dùng tay nha, mình bóp lại cho nó lắp cái phần mà đậu xanh lòi ra các bạn nha, sống đẹp và nó sẽ dễ bể các bạn nha. Đó, dùng tay để mình nặng lại. Đó, cho nó tròn đều các bạn nha. Đó, tương tự những cái viên lại các bạn cũng làm giống vậy luôn nha. Các bạn xem nè, đó, có những viên nó bị thấy không, nó lởm chởm các bạn thấy không, nó có những chỗ lòi màu xanh của đậu xanh kia đó. Sẽ dùng tay mình bóp lại những cái phần nào mà nó lòi ra hoặc nó bị những cái vết nứt nứt các bạn. Đó, mình sẽ cho một tí xíu nước. Đó, mình sẽ dùng tay mình xoa, mình vo lại cho nó đều. Đó, sẽ xoa
những cái vết mà nứt và những cái vết mà lòn các bạn. Nó thành một viên rất là đều, là ok, miệng là ok các bạn nha. Sẽ lúc mà mình nấu lên nó rất là đẹp. Đó, các bạn xem ha, mình càng quá càng miệng chưa. Đó, cuối cùng chúng ta sẽ được một viên tròn miệng đẹp không. Đó, rất tuyệt vời các bạn nha. Đây là những cái viên mình đã vo xong các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nấu các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên và mình sẽ cho từng viên vào các bạn nha. Đó, mình sẽ luộc tới khi nào mà cái viên cho nước mình đó nó nổi lên nước là nó chín là mình vớt ra các bạn nha. Vớt ra mình sẽ cho vào nước lạnh để cho nó không bị dính những cái viên cho nước với nhau các bạn nha. Đó, lưu ý nha. Đó, nấu nước sôi khi nào mà nó nổi lên thì vớt ra cho nước lạnh giám sát nhiệt. Bữa mình làm nóng mì cũng vậy các bạn nha. Đó là cách để cái viên cái sợi mì nó không dính với nhau các bạn. Đó, giờ mình cho vào mình nấu thôi, tới khi nào mà nó nổi lên là xong các bạn nha. Thì thời gian sẽ tùy thuộc vào cái viên từng viên cho nước các bạn. Ok, và cũng sau hơn khoảng 15 phút thì bắt đầu có những viên cho nước đã chín thì các bạn nó sẽ nổi lên các bạn không. Bây giờ mình chỉ vớt những viên nào nổi lên là mình sẽ cho nước lạnh các bạn nha. Đó, những viên nào chưa nổi thì mình sẽ nấu tiếp các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho những viên cho nước ra dĩa mình trang trí. Đó, mình đắp mè lên. Đó, rồi mình sẽ chuẩn bị thức ăn với nước đường nè gần các bạn nha. Mình cho vào mình thưởng thức cho các bạn. Đó, coi như là xong các bạn nha. Rồi. Hey, cả nhà ơi nhìn con nào đó, mình đã chia từng dĩa bánh cho nước nè, đó rồi từng viên nước cốt dừa đó, vào nước đường đó, rất đẹp mắt nha. Bây giờ mình sẽ trộn chung và mình chuẩn bị thưởng thức nha. Sắc màu luôn phải không? Các bạn thấy không, nước đường màu nâu đen á, khi mà các bạn cho những viên sắc màu cho nước này lên á, sẽ rất là nổi bạn không? Đó, từng màu trắng, màu xanh, màu đỏ nè, màu tím nè, phải không? Lên rất là đẹp luôn cả nhà ơi, quá tuyệt vời nha. Thêm một tí xíu nước cốt dừa và mè đen nữa thôi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúc cả nhà có những hứng thú thư giãn với món ăn này nha. Hẹn các nhà ở những clip sau, nhớ đừng quên like, comment và share, đăng ký nha các nhà ơi. Bye bye, yêu các nhà rất nhiều.